Và thánh tích cuối cùng mà nhà chùa đã tái hiện lại đó là sau khi đã thành đạo, dưới gốc cây Bồ Đề trải qua một thời gian dài đi thuyết pháp là 49 năm và đến tuổi 80 thì lúc này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, đã để lại rất nhiều sự nuối tiếc và những người theo đạo Phật lúc bấy giờ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Hôm nay thì Hùng đang ở địa chỉ 29 phường Phú Cường, Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Và hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa mới và cũng là một ngôi chùa cũ. Và tại sao Hùng lại nói như thế? Mới bởi vì đây là lần đầu tiên Hùng đến với lại chùa Khánh Hội. Còn cũ là bởi vì chùa Khánh Hội là một ngôi chùa mà theo Hùng được biết thì có tuổi đời gần như là cổ nhất tại tỉnh Bình Dương. Giờ thì Hùng sẽ mời các bạn sẽ cùng mình chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và cùng tìm hiểu ngôi chùa Khánh Hội này nhé. Trước mặt các bạn là hình ảnh cổng tam quan của ngôi chùa. Cổng tam quan của ngôi chùa nhìn rất cổ kính, nằm giữa hàng cây cổ thụ rợp bóng mát. Và những họa tiết, những hoa văn khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế và đẹp mắt. Cổng tam quan được xây dựng vào năm 1784 đến năm 1908, được sự cúng dường của Phật tử Diệu Chiếu và Hòa thượng Tử Văn đã tái tạo và xây dựng lại. Mãi cho đến năm 1936, Hòa thượng Ấn Bửu và Hòa thượng Thiện Hương cùng với bổn đạo Đại Trùng tu. Và đợt trùng tu cuối cùng là vào năm 2004, nhà chùa nhận được sự trợ cấp từ tỉnh Bình Dương và Sở Văn hóa Thông tin cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chư tăng Phật tử trong chùa một lần nữa trùng tu và xây dựng lại toàn bộ cổng và hàng rào cùng một vài hạng mục ở trong chùa. Và mặc dù nhà chùa đã trải qua nhiều đợt trùng tu và đợt trùng tu gần nhất là vào năm 2004, và các bạn có thể nhìn kỹ những tình tiết hoa văn thì có vẻ rất là cũ kỹ, có thể là do nhà chùa muốn giữ lại những nét cổ kính vốn có của nó nên nhà chùa đã không sơn và làm lại những họa tiết hoa văn trên đó. Và bây giờ thì mình đang ở trong khuôn viên của ngôi chùa. Điều đặc biệt ở khuôn viên chùa có 9 ngôi bảo tháp của 9 vị trụ trì đã viên tịch, và trong số đó có không ít vị cao tăng đạo đức tài năng nổi danh cả Nam Bộ. Ngoài Đại Ngàn Thiền Sư, người khai sơn sáng lập chùa có công hoằng pháp khá sớm ở địa phương này, còn phải kể đến Hòa thượng Từ Văn, sinh năm 1877, mất năm 1931. Ngài đã đào tạo nhiều đệ tử có tài có đức, có công đức với đạo pháp cũng như với dân tộc. Đặc biệt không thể không nhắc đến nhà sư yêu nước Hòa thượng Từ Tâm đã bị Pháp bắt đày đi Côn Đảo năm 1940. Và Hòa thượng Từ Văn có nhiều công đức và uy tín xếp hàng đầu các danh tăng ở Nam Bộ, được đương thời phong tặng cho ngài là Hòa thượng cả. Và trong những năm 1923 đến năm 1926, chùa Hội Khánh Thủ Dầu Một còn là nơi ẩn náu quy tụ của các nhân sĩ, nhà nho, nhà sư yêu nước cùng lập ra hội danh dự với sự tham gia của chính Hòa thượng Từ Văn và phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ đáng kính của chúng ta. Và sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chùa Hội Khánh là trụ sở Hội Phật giáo Cứu Quốc của tỉnh Thủ Dầu Một, đã góp nhiều công sức, tâm huyết, kể cả xương máu của các nhà tu. Và đối với người dân của Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, không ai còn xa lạ với cái tên đường Hội Khánh. Và trên con đường Hội Khánh có một ngôi chùa mang tên là chùa Hội Khánh. Chỉ cần nhắc đến tên của ngôi chùa là họ đã hình dung và kể ra từng chi tiết của ngôi chùa như thể họ đang kể về chính ngôi nhà của mình vậy. Từng chi tiết của ngôi chùa cổ kính qua lời kể của họ đang hiện ra trước mặt mình khi mình hỏi thăm đường vào trong chùa.
Và khi đặt chân đến với nơi này, mình đã hiểu tại sao người dân nơi đây lại có thể kể về một ngôi chùa một cách rõ ràng, tường tận đến vậy. Có lẽ Phật tử và người dân có lòng hướng Phật của tỉnh Bình Dương ai ai cũng biết đến chùa Hội Khánh. Và khi nhắc đến chùa Hội Khánh thì những người con của tỉnh Bình Dương lấy đó làm niềm tự hào, vẻ vang, vì trên quê hương của mình, nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên, có một ngôi chùa với một công trình kiến trúc Phật giáo lâu đời lớn nhất tại tỉnh Bình Dương và ngôi chùa nổi tiếng khắp cả miền Nam Việt Nam này. Và hơn thế nữa, ngôi chùa còn là một trong những minh chứng rõ nét cho sự phát triển Phật giáo ở Việt Nam. Với chiều dày về lịch sử, tôn giáo, kiến trúc, mỹ thuật và truyền thống yêu nước gắn bó với đạo Pháp và dân tộc, chùa Hội Khánh tỉnh Bình Dương đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 7 tháng 1 năm 1993. Và chùa Hội Khánh ban đầu có tên là Tổ đình Hội Khánh, là một ngôi chùa cổ do Đại Ngàn Thiền Sư thuộc dòng Lâm Tế khai sơn năm Cảnh Hưng thứ hai đời Lê Hiến Tông, tức năm Tân Dậu 1741. Và ban đầu Tổ đình Hội Khánh được xây dựng trên một ngọn đồi cao, nhưng vào năm 1861, khi giặc Pháp đánh chiếm Nam Bộ, Tổ đình Hội Khánh đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cùng với đó thì năm Mậu Thìn năm 1868, Hòa Thượng Thích Chánh Đắc toàn tánh cho trùng tu lại ngôi chùa, nhưng không dựng trên nền chùa cũ mà cho xây lại dưới chân đồi. Và cùng với đó, xung quanh sân chùa có 9 ngôi tháp của 9 vị trụ trì đã viên tịch được xây dựng công phu, thì ngoài ra chùa còn có một ngọn tháp 7 tầng được phục dựng gần đây. Tầng dưới của bảo tháp là nơi trưng bày các văn phẩm của chùa như băng đĩa, tượng Phật kỷ niệm, chuông mõ và nhiều cổ vật khác. Ngoài ra, từ tầng 1 đến tầng 7 là nơi thờ các tượng Phật. Và theo mình được biết thì bảo tháp chỉ mở cửa những ngày lễ lớn trong tháng hay là trong năm, nên mình chỉ có thể lên trên tầng 1 để review cho các bạn cùng chiêm bái với mình. Khi mình đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống, mình thực sự bất ngờ bởi lẽ cảnh vật nơi đây quá là đẹp và không thể dùng ngôn từ hay lời nói có thể tả hết được vẻ đẹp của nơi này.
Và bây giờ thì mình xin mời các bạn sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong chánh điện của ngôi chùa. Và trước mặt của các bạn đây chính là điện thờ chính của ngôi chùa. Và dù được trùng tu và mở rộng nhiều lần, nhưng về cơ bản đây là ngôi chùa hiếm hoi, vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu. Và nét nổi bật của ngôi cổ tự này là về giá trị phong phú về mặt lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Đặc biệt phần lớn những di tích và cổ vật ở đây có niên đại mấy trăm năm được bảo tồn lưu giữ cho đến ngày nay. Như các bạn có thể thấy, chánh điện của ngôi chùa được nhà chùa sử dụng hoàn toàn bằng gỗ quý. Bên trong của chánh điện có rất nhiều các bức tượng, đó là các vị thần thánh, được các nghệ nhân tạc và điêu khắc vào cuối thế kỷ thứ 19 và được gìn giữ cho tới ngày hôm nay. Thường thì mình đi tới các ngôi chùa cổ, mình thấy nơi nào đi cũng có rất nhiều các pho tượng gỗ hay bằng đồng có niên đại rất là lâu lắm. Ví dụ như tượng Bồ Tát, tượng Phật La Hán hay các vị thánh mẫu, còn nhiều các vị thần mà mình không kể hết ra được ở đây, đều là các bức tượng cổ rất quý, có niên đại lâu và giá trị nghệ thuật cao. Do mình nghĩ với trình độ của mình thì không thể nói nhiều về các pho tượng hay những vật phẩm Phật giáo hay các pháp khí của các bức tượng cổ, nên mình chỉ có biết cố gắng quay và gửi đến quý vị những thước phim chân thực nhất cho quý vị thưởng thức và chiêm bái. Thank you.
Và bây giờ thì mình xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau ra khuôn viên trước của ngôi chùa. Và trong khuôn viên của ngôi chùa có một ngọn đồi, và trên ngọn đồi đó nhà chùa đã tái hiện lại 4 thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trước mặt các bạn là một thánh tích hết sức là linh thiêng. Đó là thánh tích tái hiện tại vườn Nâm Tỳ Nì, nơi mà Hoàng hậu Maya đã đến dạo chơi và hạ sinh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi Đức Phật hạ sinh, Ngài đã bước đi 7 bước và có 7 đa hoa sen lâng đỡ giữa bước chân của Ngài. Còn trên tay của Hoàng hậu đang cầm cành hoa vô ưu, hay còn gọi là hoa sa la. Và thánh tích tiếp theo mời các bạn đón xem, đó chính là Bồ Đề Đại Tràng, là một nơi mà Đức Phật Thích Ca đã ở đây suốt 49 ngày đêm. Đó là vào khoảng năm 500 trước công nguyên, Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm khi đó là một nhà tu hành đi khất thực. Đức Phật đã ngồi thiền trước bóng cây Bồ Đề sau 49 ngày thiền định và đã trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng. Và từ đó sau 45 ngày thuyết giảng kinh pháp, Ngài đã để lại một kho tàng văn hóa tri thức của nhân loại và vô cùng quý giá. Và thánh tích tiếp theo đó là một quần thể kiến trúc mà nhà chùa đã tái hiện lại tại vườn Lập Uyển, nơi mà khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ, Ngài đã đến đây để thuyết pháp đầu tiên tại nơi đây, và có 5 anh em Kiều Trần Như đã trở thành 5 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Và thánh tích cuối cùng mà nhà chùa đã tái hiện lại đó là sau khi đã thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, trải qua một thời gian dài đi thuyết pháp là 49 năm và đến tuổi 80, thì lúc này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, đã để lại rất nhiều sự nuối tiếc và những người theo đạo Phật lúc bấy giờ. Và trước mặt các bạn, đây chính là Phật đài của ngôi chùa. Phật đài cao 22 mét, được xây dựng ở khu đất phía trước của chùa Hội Khánh. Tầng trệt là dãy nhà dài 64 mét, rộng 23 mét, dùng làm trường trung cấp Phật học và thư viện. Tầng trên tôn chí đại tượng Đức Bổn Sư Thích Ca nhập Niết Bàn, cao 12 mét, dài là 52 mét. Đây là công trình mỹ thuật đáng tự hào của Phật giáo Bình Dương. Ngoài ra thì trong chùa Hội Khánh còn giữ được bộ mộc bản in kinh khắc năm 1885. Đây được xem là bộ mộc bản có niên đại sớm nhất ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra nơi đây còn lưu giữ được một số bộ kinh Phật như kinh A Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Bát Dương, Phổ Môn và những bộ kinh được ấn tập cho các chùa Lam Mộ khá sớm. Ngoài ra, chùa Hội Khánh còn có 2 bức phù điệu chạm hình các vị La Hán và Bồ Tát. Đây là công trình điêu khắc tuyệt mỹ có giá trị nghệ thuật cao, cùng bức phù điệu tứ thời ốp vào 2 cột trước chánh điện hay Đại Hồng Trung được đúc vào năm 1883. Hơn thế nữa, chùa Hội Khánh còn được xem là ngôi chùa tiêu biểu cho các đặc điểm chung của các ngôi chùa cổ ở tỉnh Bình Dương. Và thường thì mình đi ghi hình
mình rất thích những nơi mà những ngôi chùa có niên đại từ 100 đến 200 năm, vì những ngôi chùa đó thường có không gian rộng và thoáng mát nhờ những bóng cây cổ thụ lâu năm. Và hơn thế nữa, ở đó mình có thể nghỉ ngơi sau khi mình vừa đi quay xong, và trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà mình có thể tận hưởng sự bình yên của nơi cửa Phật. Thường thì những nơi như vậy sẽ làm cho tâm hồn của mình thanh tịnh hơn, từ đó có thể giúp mình suy nghĩ về những việc mà mình đang trải qua và giúp cho mình có cái nhìn thông suốt hơn. Và có thể thấy rằng kiến trúc của chùa có sự hài hòa giữa tính uy nghiêm, cổ kính với sự thanh nhã yên bình của cảnh quan. Chính vì vậy mà nơi đây luôn thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan mỗi khi những ngày nghỉ, dịp lễ Tết đến, xuân về. Và hy vọng rằng trong tương lai, ngôi chùa vẫn giữ được những nét văn hóa của nó để được lưu truyền cho thế hệ mai sau. Và vừa rồi thì mình cũng đã review toàn cảnh chùa Hội Khánh cho các bạn cùng chiêm bái với mình. Và bây giờ video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho Hùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn, chào tạm biệt.